Hôm nay anh định đưa em đi đâu chơi nào? Bỏ đồ về ra nhanh lên, vợ anh gọi. Alo, vợ à? Em gọi cho anh đấy à? Anh đang ngủ mà. Anh vẫn đang ngủ đấy à? Sao anh ngủ mà em nghe thấy toàn tiếng còi xe ngoài đường vậy? À, đâu, tại vì anh mở cửa sổ ra cho nó thoáng. Thế cho nên là chắc tiếng ở dưới nó vọng lên, nó dội lên, nó ồn thế mà. Mà thôi, lát nữa em gọi nhá, anh đang buồn ngủ lắm. Này, anh định để em làm người thứ ba bao giờ đấy? Khó chịu chết đi được. Lúc nào đi chợ cũng phải vác theo một đống đồ vì sợ vợ anh gọi. Thôi mà, em chịu khó ấy. Đợi thêm một thời gian nữa để anh bòn tiền cô ta đã. Để sau đấy anh sẽ ly hôn cô ta mà nhá. Được rồi, đi. Mới sáng sớm ngày ra bấm chuông inh ỏi, có chuyện gì đấy? Ôi, cái gì này? Cô ơi, này, cô gì ơi? Cái gì thế này? Sao anh lại ôm cô ta? Anh cũng không hiểu nữa. Vừa mới mở cửa ra, cô ta ngã vào người anh luôn. Anh không kịp trở tay. Này, cô gì ơi, sao cô lại đến đây ngã vào người tôi thế này? Thôi, gọi cũng vô ích thôi. Cô ta say quá rồi. Để xem nào, có giấy tờ tùy thân gì không? Điện thoại cũng khóa mất rồi, không tìm được liên hệ. Bực mình thật đấy. Mà thôi, hay bây giờ anh với em đưa cô ta lên trên công an phường đi. Hơ mà, vác được cô ta lên công an phường thì cũng hết hơi rồi. Thế bây giờ vợ chồng mình tính thế nào với cô ta đây? Hay là cứ đưa cô ta vào trong nhà mình nghỉ ngơi đã. Đợi đến khi nào cô ta tỉnh dậy thì hỏi xem cô ta ở đâu, gọi người nhà cô ta đến đón. Thôi, mình có biết cô ta là người xấu hay người tốt gì đâu mà đưa vào trong nhà. Em nghĩ là cô ta không phải là người xấu đâu. Cứ đưa vào nhà trước đi đã. Được rồi, để anh dìu vào. Tâm, em dậy đi, nhanh lên. Long, em nhớ anh lắm. Em đang làm cái gì đấy? Em giải thích đi, tại sao hôm nay em lại đến đây hả? Thì hôm qua em đi uống rượu với bọn bạn, em say quá, em phải tìm đến đây để gặp anh. Chứ anh có qua với em đâu, em gọi điện anh cũng không nghe. Em làm sao đấy? Anh đang ở nhà với vợ, làm sao mà anh đến với em được? Anh không cần em nữa đúng không? Thôi, em rách việc quá. Bây giờ nhá, em tìm một lý do gì hợp lý rồi chuồn ra khỏi đây luôn đi. May cho em mà con vợ anh nó chưa phát hiện ra đâu đấy. Chồng ơi! Thôi không xong rồi, nó tỉnh dậy rồi. Thôi, nhanh nhanh rồi ra khỏi đây đi nhá. Cô lại ở đây, mau đi về đi, nhanh lên. Anh về sớm thế? Hôm nay anh đi làm về sớm thế? Em này, sao cô ta lại ở đây? À, đây là Tâm. Từ bây giờ Tâm sẽ chịu trách nhiệm làm da mặt cho em. Cô ấy làm khéo lắm. Theo em thấy thì da mặt của chị rất đẹp và mịn, nhưng mà đang dần có dấu hiệu của việc nám đấy chị ạ. Ồ, khổ quá, tại vì là chị bận đi làm cả ngày ấy, nên là không có thời gian, cũng chẳng đến được spa cơ. Thế thì chị cứ tin ở em. Em là nhân viên bán mỹ phẩm, với lại được đào tạo chuyên sâu về dưỡng da mặt, nên là chị cứ để em đến đây chăm sóc da mặt cho chị nhá. Anh thấy không, Tâm rất là xịn sò đấy. Vậy thì cứ mỗi tuần vào 3 buổi tối em đến làm da mặt cho chị nhá. Chị yên tâm, mỹ phẩm của em ý là hàng đảm bảo chất lượng. Chỉ cần tầm 1 tháng là da của chị đảm bảo mướt mượt mượt luôn. Ok. Hai người giỏi thật đấy, dám qua mặt tôi cơ à? Tiếng gì đây? Tiếng đâu nhỉ? Anh ơi! Cái gì đây? Hai người không cần phải cố tình tắt điện thoại của tôi đâu. Bởi vì bằng chứng ngoại tình của hai người ấy, tôi quay hết lại rồi. Em...
sao anh tưởng là em đang đi công việc cơ mà? Tôi không làm như thế thì làm sao cô ta và anh lộ mặt được? Hai người giỏi thật đấy. Dám ngoại tình à? Đã thế lại còn tạo hiện trường giả để lừa tôi á. Lần trước rõ ràng ông Long ông cầm cái vali để đi công tác mà nhở. Thề luôn ấy, lần nào cũng động vào cái vali là hỏng. Bực thật. Sao lại có thỏi son của phụ nữ ở đây? Đây có phải son của mình đâu. Chẳng lẽ lần trước không phải là anh ta đi công tác mà là... Bỏ đồ về sang nhanh lên. Ôi. Em à, em gọi gì cho anh đấy? Anh đang ngủ mà. Anh Vân còn đang ngủ à? Sao anh ngủ mà em nghe thấy toàn tiếng còi xe ngoài đường vậy? À, anh đang ngủ. Chắc là do anh mở cửa sổ phòng, tiếng ở dưới nó dội lên nên nó hơi ồn mà. Thôi, anh ngủ đây, anh đang muốn ngủ lắm. Lát nữa gọi sau nhá. Lúc nào đi đâu chơi cũng phải vác theo một đống đồ vì sợ vợ anh gọi. Ôi, em cố gắng chịu khó thêm một thời gian nữa thôi. Anh bòn thêm một ít tiền của cô ta, rồi sau đấy anh sẽ ly hôn. Hóa ra, anh thường dùng cách này để lừa tôi, định chiếm nhà của tôi à? Không dễ như thế đâu. Alo. Ừ, tôi đây. Sao? Được rồi, tôi sẽ có mặt ngay. Chị đã có cuộc hẹn với đối tác gấp nên là không đáp mặt được. Em cất cái mặt nạ vào trong tủ lạnh cho chị nhé. Dạ vâng, để em dọn cho ạ. Giỏi lắm. Hai người dám ngang nhiên qua lại hú hí với nhau trước mặt tôi à? Chị biết rồi thì càng tốt. Đã thế thì bỏ. Anh, bỏ chị ta đi. Theo em. Nực cười thật đấy. Cô nghĩ rằng anh ta bỏ tôi đến với cô để cho cô được hưởng nhà và xe, tất cả những thành tựu của tôi á? Không có đâu, anh ta sẽ ra đi mà không có một xu một cắc nào cả. Em nói như vậy là sao? Có gì đâu, dễ hiểu mà. Anh có biết tại sao tôi biết anh ngoại tình mà tôi lại không lật mặt với anh sớm không? Là vì để tôi có thời gian chuyển giao hết tất cả các tài sản của tôi sang tên cho bố mẹ tôi, để cho tôi và anh không có một tí tài sản chung nào cả. Thế nên khi ra tòa, anh làm gì được chia một cái gì, đúng không? Ý của cô là sao cơ? Cũng phải thôi. Tiền là tôi làm ra, nhà là tôi mua, xe cũng là tôi mua. Thế anh ta lấy cái quyền gì mà được hưởng? Đồ mưu mô. Cô định cướp nhà với tài sản của anh Long à? Cô làm loạn đủ chưa?
Anh tát em, tại sao anh lại tát em? Tôi nói cho cô biết, cái ngữ qua đường như cô ấy, còn lâu tôi mới cưới. Tôi chỉ yêu vợ tôi thôi, cô hiểu chưa? Em, thật sự chuyện này anh biết lỗi rồi. Chuyện này vợ anh bình tĩnh lại đi. Tất cả do cô ta dụ dỗ anh. Còn anh chỉ yêu có mình em thôi. Hóa ra, đây mới là bộ mặt thật của anh à? Đồ khốn nạn! Em có thể bình tĩnh lại được không? Anh xin em hãy bỏ qua cho anh đi. Bát nước đã hất đi rồi thì không thể nào lấy lại được. Đơn ly hôn tôi cũng đã ký. Anh sẽ phải làm việc với luật sư của tôi. Anh có thời gian 3 ngày để thu dọn đồ đạc ra khỏi nhà tôi. Trang, em nghe anh giải thích đã. Trang ơi,